Thưa quý vị, một năm bộn bề khó khăn, một năm mất mát không thể đo đếm hết, một năm mà tinh thần ý chí bản lĩnh Việt Nam càng thêm ngời sáng. Ứng ừ phó thách thức do dịch đã gây nên, đóng góp sáng kiến, ý tưởng tích cực ở phạm vi toàn cầu, Việt Nam tự tin bước vào năm mới với nội, nội lực mạnh mẽ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 vì mục tiêu trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng vào giữa thế kỷ 21. Đây là nội dung xuyên suốt thể hiện trong những bài viết, khơi dậy ý thức dân tộc, mỗi sớm mai thức dậy và không gian kinh doanh mới trong báo Nhân dân cuối tuần số 52. Bất chấp COVID-19 diễn biến phức tạp, kiều hối vẫn đều đặn chảy về Việt Nam. Dự báo là giai đoạn cuối năm, đặc biệt là dịp sát Tết Nguyên đán, thì kiều hối vẫn trên đà tích cực, có phần hỗ trợ phát triển kinh tế và cân đối các cán cân tài chính Việt Nam. À, tuy nhiên thì theo báo kinh tế và đô thị, một trong những kênh kiều hối về Việt Nam hiện nay là thông qua các tổ chức chuyển tiền nhanh với chi phí khá cao từ 4 đến 6% tổng số tiền chuyển. Đây là một trong những cản trở cho việc thu hút nguồn kiều hối. Hiện thì nhiều ngân hàng đã tận dụng lợi thế của nền tảng công nghệ để giúp cho khách hàng có thể nhận tiền trực tiếp về tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng từ năm 2012 đến năm 2017, mỗi năm thì công ty trách nhiệm hữu hạn lai dắt tàu biển SP Spam được miễn giảm khoảng 10 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên thì các phương tiện tàu lai của doanh nghiệp này không chỉ hoạt động ở vùng biển được xác định là khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn mà hoạt động rộng khắp cả ở khu vực biển Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả bài viết trên báo Nhân dân đặt câu hỏi vì sao một doanh nghiệp có dấu hiệu thực hiện các giao dịch liên kết kéo dài nhiều năm vẫn không bị phát hiện liệu có việc thao túng lũng đoạn toàn bộ hoạt động dịch vụ lai dắt tàu biển ở vùng biển quan trọng này như là nhiều ý kiến đã nêu hay không? Rất cần các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra làm rõ. Thưa quý vị, giai đoạn 2019-2021, thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, có phần làm tinh gọn bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tính đến tháng 6 năm 2021 thì ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm được hơn 22 tỷ đồng nhờ sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên theo phản ánh trên báo Sài Gòn Giải Phóng thì nhiều địa phương sau sắp xếp có địa bàn rộng, dân số đông, vượt từ 4 đến 12 lần so với tiêu chuẩn dân số theo quy định chung, khiến công tác quản lý phục vụ người dân gặp rất nhiều áp lực và khó khăn. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, đây được coi là nỗ lực của ngành y tế trong việc siết chặt quản lý kê đơn thuốc vừa bảo đảm tránh gian lận bảo hiểm y tế, đồng thời là tránh việc y bác sĩ kê cho người bệnh toàn loại thuốc mà chỉ có ở cửa hàng thuốc sân sau để ăn chênh lệch. Bài viết trên báo Đại đoàn kết nêu rõ là việc kê đơn thuốc điện tử mang lại rất nhiều ích lợi, vì vậy cần nhanh chóng thực hiện hóa trong cuộc sống. Nếu có cá nhân đơn vị nào vịn cớ này, vịn cớ kia để trì hoãn, thì Bộ Y tế cần có những biện pháp cương quyết để quy định này không bị đánh trống bỏ rồi bởi lẽ quy định dù thiết thực đến đâu cũng chỉ có giá trị trong thực tiễn cuộc sống chứ không thể phát huy tác dụng khi nằm trên giấy. Trong giai đoạn số ca mắc Covid-19 giảm rất nhiều so với đợt dịch thứ tư, nhưng mà nhiều bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nạp oxy cầm chừng để duy, duy trì hoạt động điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 cần thở oxy. Theo phản ánh trên báo Sài Gòn Giải Phóng, nhu cầu oxy lỏng của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh hiện khoảng 350 tấn một ngày nhưng năng lực cung ứng tối đa của các đơn vị chỉ là 232 tấn một ngày. Việc thiếu hụt oxy lỏng cung cấp cho các bệnh viện là rất nguy hiểm và ảnh hưởng tới công tác cấp cứu điều trị người bệnh. Thưa quý vị, cầu Bà Vương nằm trên tuyến kênh C2 nối giữa xã Hộ Độ và xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư là hơn 12 tỷ đồng. Thế nhưng theo phản ánh của báo Giáo dục và Thời đại, sau 6 năm xây dựng Mặc cho người dân mong ngóng thì cây cầu này vẫn không thể đưa vào sử dụng vì không có đường đấu nối. Lý giải cho việc này thì đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà cho biết do thiếu nguồn vốn và vướng mắc vướng mặt bằng nên công trình chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ.